Xin chào mọi người ạ. Hôm nay là chiều ngày 3 tháng 3, hiện tại bên trung tâm đang tổ chức tập thể miễn phí dành cho học viên thi ngày 10 tháng 3. Hiện tại mấy anh đang trong thời gian là mình tập thô, là bên trung tâm sẽ lấy hết mấy xe thi tập thiết bị này. Mình ra mình tập trước, sau đó kết thúc khoảng 3 đến 4 vòng thô rồi, khoảng 8 vòng rồi thì mấy anh sẽ bên trung tâm sẽ tiến hành lấy xe thiết bị ra cho mấy anh tập xe. Và sau khi mà mình trải nghiệm hết được xe thi rồi, mấy anh cảm thấy ok thì mình có thể về. Và ngày mai trung tâm sẽ còn một cái buổi tập nữa để dành cho những anh chị K2. Và nếu mà trường hợp hôm nay mấy anh chị chạy không ổn nữa thì ngày mai vẫn có thể tham gia thêm buổi nữa để mình đảm bảo được cái phần của mình đó phù hợp nhất. Cái thứ hai nữa là mình kiểm tra số của mình là số 1 chưa, mình chắc mình cứ đạp hơi xuống, khi nào mà nó không chưa biết cộng nữa thì nó đã là số 1 nha anh chị. Rồi cái thứ hai nữa là mình kiểm tra cái côn, xem thử cái nhịp đầu tiên của nó đi là cái nhịp nào ha. Anh chị lưu ý nè, anh chị thắng là thắng chân giùm em nha, đừng có thắng tay nha, tại vì thắng tay cái này thắng là nó dễ bị giật đầu lắm. Bây giờ là trước khi vô hình á là chị bị sát cái ví bên trái giùm em nha, buông côn từ từ, khi mà côn nó buông ra được đó rồi thì buông hết ra luôn. Mình vô đây mình cứ đánh lái nhẹ nhàng qua thôi. Rồi cái này là cái góc ôm cua thì anh chị cứ đẩy cái tay đều cái tay qua thôi đó. Đừng có lắc, đừng có nghiêng người nha, càng nghiêng người là càng khó đánh lái nha anh chị. Rồi ở đây sát ví trái mình ôm cua đều tay qua thôi. Rồi mình ôm cua đều tay mình qua ha. Rồi chuẩn bị nào, bây giờ là mình làm gì? Bây giờ mình sẽ đi sát ví phải luôn đó. Mình đẩy cái tay bên phải qua bên trái nha, đẩy đều cái tay bên phải qua bên trái luôn đó, cứ bò đều cái tay qua là được rồi. Rồi lên trên cút ra mình làm gì, anh chị đi sát ví bên trái giùm em, qua ô động tiên rồi cua nhẹ qua thôi là mình đi. Đi đây là anh chị đi đường thẳng. Rồi chỗ đường cái chỗ đường dính dắt này, nếu mà anh chị không ổn thì anh chị có thể chống chân như vậy cũng được nha, tại mình đơn giản qua vòng số 8 là mình đạt rồi anh chị. Mà đi xong đường dính dắt là mình ôm xe về mình chạy tiếp một vòng nữa nha anh chị. Mỗi anh chị là mình sẽ có hai lượt chạy vậy, anh chị vô cái hồi chạy đâu đoán tính của mình trước, sai chỗ nào thì em với anh Tuấn sẽ sửa cho mình trong hình nha. Học viên của mình có khi dùng số 2, có khi dùng số 3 và khi họ trả xe họ hay móc số lên và họ đã chấm số. Lúc đó là nếu mình không kiểm tra số mình nghĩ nó là số 1, mà mình nếu xe số 2 mình chạy vô luôn thì rất là sẽ tắt máy, đó là việc thứ nhất. Và khi xuất phát là các chị vui lòng không đậu sát vật này, chúng ta sẽ đậu cách cái chỗ đây khoảng chừng 2m để mình đậu cái đàn. Đó là cái lưu ý thứ hai. Khi chúng ta chạy hết 4 thành viên này sẽ được số 1 biết chạy, anh chạy số 1 á, anh chạy số 1 á, xe cán vật lấy cho giống chân chỉ điểm mở thêm mở thêm lỗi sửa sẽ khác điều điểm chứ không phải lầm ở tính tới chấm. Có 3 lỗi bị lỗi trực tiếp, thứ nhất là đi sai thành 8 ngã xe và hai bánh xe bên ngoài hình là bị lỗi trực tiếp. Tiếp xuống đây là em sẽ chạy 3 vòng, vòng thứ nhất là em sẽ cán vật,
phải chống chân để máy nó phát ra cái âm thanh cho mọi người cùng biết. Tiếp tục là sẽ chạy sang hầm luôn để mình mở trực tiếp. Vòng thứ hai em sẽ cho hai bánh xe nằm bên ngoài hầm. Vòng thứ ba em sẽ chạy hết 4 bánh xe. Em với bánh số 3 cũng khác bậc thang đó để cho nó kêu cái trường điểm. Chúng ta sẽ chạy 3 vòng mẫu đó cho mấy chị tham khảo. Sau đó là chúng ta sẽ tập lên chạy. Khi mà chị thi xong rồi là số điểm sẽ có ngay lập tức ở trên đồng hồ. Khi thi xong rồi quay nó về, mình trả nó qua hiểm trước. Và sau đó mình mới quay qua phòng giám khảo, mình ký tên vô biên bản xác thực rằng trong cái biên bản đó nó có cái kết quả là đậu hay rớt, bao nhiêu điểm ký vô. Xong rồi chúng ta sẽ đi về nha. Sau 20 ngày làm việc sẽ có bằng và bên trung tâm sẽ báo cho anh chị qua lấy. Riêng anh chị nào có bằng lái A1 thì chúng ta phải nộp lại để cắt góc trước với A2. Đó là cái quy định nha. Bây giờ bên em sẽ hướng dẫn ba vòng mẫu. Rồi mấy giờ? Mấy giờ? Rồi giờ thì Tuấn sẽ chạy mẫu thôi. Đây là mẫu tiểu lên trước thôi. Đây là số 1 này đây là số 1. Xe 01 bắt đầu thi. Rồi thầy Tuấn. Rồi. Ráng thử đi không? Xe 01 chạm bạc. Đó, giá 50 triệu. Xe 01 chạm bạc chiều đất. Hai cái lỗi đó trừ 5 điểm cho mấy anh chị. Nói chung anh Tuấn đi sai hình luôn á. Đó, mà đi dư hình. Xe 01 đi không đúng chiều đường bài xe này. Xe 01 lỗi này trừ 25 điểm. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục, cái lỗi này là hai bánh xe nằm ngoài đường. Là mình bay ra ngoài, quay vào trong một đêm đang đứng. Rất trực tiếp nha, cái này rất trực tiếp luôn. Rồi, giờ thầy Tuấn chạy hết 4 bài và lên kia kéo bằng ngang luôn. Anh chị lưu ý là trên cái bài số 3 mình có những cái bạch đen đó, mình đè lên một lần sẽ mất 5 điểm thôi. Đó là cái bạch cản, tính chung như là bạch thiết bị như vậy. Đó, 5 điểm thôi. Kết thúc gù ghề thì mấy anh chị lưu ý là sau khi qua đường gù ghề mình đi sát mép bên trái, mình quay đầu lên, không quay luôn, quay luôn là mình sẽ dứt luôn bức tường. Đó, mấy anh chị lưu ý nha, quay sau đi về bên trái. Quay lên. Rồi chạy xong để cho xem số điểm tí nào. Ở trên đồng hồ của mình hiển thị số điểm sau khi kết thúc. Rồi chuẩn bị em đọc tên mấy anh chị ra lấy xe. Đồ thì đầy đủ lệnh xuất phát thôi nha. Xe 06 chạm bạch. Xe số 6 Nguyễn Lũ Đỡ. Xe 06 di chuyển. Thank you.
chị lưu ý cái đoạn kết thúc của mùa về á, mình phải đi qua hết cái chữ kết thúc nha, mình phải đánh quay thôi. Tại vì ở trước cái chữ kết thúc nó có một thanh âm trong bài thi, mình phải qua một thanh đó nó mới kết bài. Nãy là đánh qua luôn, chưa tới người có bạn đánh qua rồi luôn. Thì nó chưa có nhận cái thanh âm trong đó là nó chưa kết bài, mình chính sai quy trình đó.